ta sẽ có hai cái khối đúng không? Mà nhỏ bài có cái một, bài có cái tạ có rất là nhiều. Và mình có cái một đây, mình có cái một tư dọc cho bệnh nhân khá rất là đơn giản. Hai sáu có, hai giờ con có giảm hơn. Mục tiêu biết, mình sẽ nói về giảm câu của cho mình. Đấy là trên đá nói nhìn có câu hồn na như với mình, nhìn cho mọi người lên ạ. Nhiều quá chứ ạ. Thế, ta đó lên cũng đấy. Lâu câu. Nào một câu. Trong câu có bài đó. Nào một câu. Trong câu có phải đến cái phần. Trong câu là sắp xếp thôi. Nhá. Như là. Nào một câu. Liên câu và nào một câu. Trong câu cái phần này. Mình hay cảm thấy là mình có thể chơi á. Đúng không? Trong năm câu cái phần đó mình sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm là câu một ra đông dương. Và một nhóm là câu một ra đông dương. Ra đông dương của cái con ạ. Đổ câu, liên câu, pháp, để câu. Còn câu 1 cho nó mất là đầu câu và nào cố câu. Ta đã lưỡi đầu câu và nào cố câu là nó không một giống, nó không một hò. Thank you.
là gốc gì hay là gốc gì không không cô nhập ba thì tất nhiên cô cũng phải dạng phạm sẽ các cụ đại đấy, các cụ đại đấy, đại đấy.
được rồi, đúng nhá. À, mình đọc mấy cuốn sách cho có cái truyền đặc biệt cả đấy, thì có thể ôn bài này, nhưng mà bố sẽ dạy mình bài gì chữ nhất quan trọng nhất là một thứ hai á, cho có thì đại mới cũng không có, nhưng mà thực tế là đó cả cái gì mình đi lớp sang con sẽ gặp thường xuyên, nên là con nói ra phải nhớ không nhớ. Thì ở đây là cái gì về thế dịch tễ học của đấy của cô ba, thì ở đây là hai cái hình ảnh để mình thấy mình so sánh đến nay á. Đến đây á, đến đây chữ heterocognition là có nghĩa là quần thể chung. Ví dụ là mình là đám người đi, đúng nhá, chữ cái đi là một đám người, đúng không? Và mình sẽ đem lấy cái bóng ngoài dịch của mùi ra làm thực nghiệm thì sẽ bỏ họ ai như vậy, người đi bỏ mang từ cô bạn, đúng chưa? Đấy là cô tư là một ví dụ như vậy. Còn bên nhí á, là những người có dù có ba có mùi, mình nhóm lại 27 người để mình cho vô làm sự nghiệp để mình kiểm tra. Đã thế là không thể 27 người ra, mình nói 27 người để ra, mình để mình tẩy cái định đề có từ ra ra. Thì bên này, vì 27 người chưa có dù có ba, tức là có mùi là có 100 năm. Mà dù có ba đúng không ạ? Bây giờ mình phải so sẵn này. Nếu người có đất mùi có dù có ba thì 25 đến 50 năm nó sẽ có đi bộ đúng không? Dù có ba á, còn bên này thì có người đến 20. Rồi bên này ở ngực, ở ngực á, chúng ta ở ngực á nhá, bên đó bên 15, bên 15 này, ở đây là ở 5 năm, à, bên là 8, bên 19, rồi bên này cùng, bên 15, bên 40, cầm tay trước, bên này còn nhiều hơn, 15, bên này là 8 tay, 90 con trăm người, có nghĩa là 27 người đó, có 90 con trăm là khoảng mấy người à, thì cộng đồng là 25, 26 gì đó, đúng không ạ? Thì tôi ở cung tân sư tô đến 65 năm mới có đến cái người mà tận cung này cũng là 28 thôi. Thì là để có chuyện gì đây? Nếu một người nào mà nếu có máng ví dụ cho một thì khả năng người này nhiều hơn cung văn cao hơn rất nhiều thì ra mình đi cho một người không có đúng chưa? Để nói lên gì có nhiều bệnh viện như thế này này tất nhiên nếu vào viện á, ví dụ vào một người thì chúng đi vào viện là mổ thấy khớp hay là mổ làm gì đó thì khi vào viện cái á, đầu tiên là động tác đầu tiên người ta cũng phải ngồi xem bệnh nhân này có đủ cái ba cái mũi không, nhiều bỏ cái làm gì cả em đúng không, người ta nhìn thì bệnh nhân ví dụ bệnh nhân này không có nhìn không đi cả nhưng mà để mà nhìn có máng đủ cái ba kéo ra đúng không ạ, là tất nhiên người đang đi để khí á, một là nguy cơ nhiễm trùng kỹ thơ con nhiễm mà những người này mà mình không điều trị được rất mình không sang vào các điều trị được tức là sau khi mổ người bệnh nhân hay gọi là sẽ tái thôi khi ra cái tái của người mà có ba má thì tôi muốn lên lên để mới một trăm chưa ngờ nó có biết không có biết mùi trời là mùi rất là nhiều điều gì đó để đến má nó có đúng không ạ, khi nó không có mình nữa. Cô có bật không? Cô có bật nhạc không? Cô có bật nhạc không? Cấm rồi. Mở lại. Em còn lại luôn. Chạy. Họ phận như vậy. Thank you.
có nhạc cho vui. Đã được tặng một miếng á, khi mà đang đi dưỡng sinh
đầu á, khi dù như nó đang ở trong sự nhiều đáng thương đó, không bao giờ luôn họ bị đó của thần sinh từ nhất trong năm cho mình kiến tạo có trong đồ mộ đạc ví dụ ở xe này và đồ mộ đạc những cái xe sẽ đáng giá trò của các sắc tộc đỏ thần sinh nó không lấy đó là không bao giờ đáng việc đi khi đó là bảo đá mà vì gì anh già nở bằng miếng á già nở cái điểm ba ta thì qua bằng xe cứ tổ mặt bằng những cái vấn đề mở cửa mời đi cùng hai cái chỗ đó ra nhá thế nên cả anh hiểu lắm và có một cái đơn người cô kể cho cả anh nghe là thực tế lúc như thả lấu lắm nó chứ thế này cùng đi nơi thì ngoài ra cái người bây giờ nó được đâu tức là có một bạn sinh viên cùng mấy đứa bạn trai hai mươi ba mươi năm rồi một bạn sinh viên thì mù quá thanh niên nó mất nàng mù chuyện ở thanh niên là bỏ thân thương đã thì cuối cùng chết thì do nhiệt trung tù cô ba con thân nhận suy đa tàn đó nàng nàng không có thể lý một cái gì có máu chứ một bao có máu rồi là cái gì cả cơ con và mấy cái gì cũng có thân như thế này có nghĩa là đương nhiên cũng ở gá là đương nhiên cũng ở tắc ở thần vân vân cái suy thì đa tàn rồi thế không biết làm ngay nữa đấy con chỉ đọc ba của cả thế có cái con gọi là cả thế chính và độc tố thì chúng ta chỉ biết cái một tù cô ba nó sẽ gây nhiều cái nhiệt trung nóng mù hướng độ lá rồng vã sâu nó phải ăn sâu và rất là thấp thấp tại sao thì như vậy bởi vì khi một tù cô ba ngay đó khó khả năng biết ra cả thế khi mà được cái độc tố thì như vậy khi mà đấy là cái yếu tố con từ cái đầu trên mình sẽ tâm sư năm con đầu lâu đúng không ạ? Thế thì
ăn bên lương bên ăn á. Vi khuẩn chết không? Chết. Vi khuẩn chết thì chết, chết trong đường xe là vi khuẩn chết nhắc rồi, tạm mấy đồ lên mà phải chết rồi, 65 đồ nào chết rồi. Chưa? Nhưng vì gì chưa chết? Ngoài độc tố. À, nếu bất cứ nấu 100 đường xe có vi khuẩn, à, trong cái đó có nhá bao á, thì hẳn chết. Đúng không? Nhá bao nhá không chết. Nhưng mà, đây tôi nói là, nếu chuyện độc tố thì đúng không? Nhiều thức ăn đỏ nhiều phải có cái phục vụ có ba ba đạm để ra độc tố thì cái phục chế nếu mà độc tố còn ngon như bị bắt bỏ cho nên mình ăn sao khi hợp lý thì đúng cái bụng tiêu chuẩn là gì đó bụng nó vừa là thôi thì nó đúng không. Bây giờ một cái trường hợp khác này nó đi ăn tiền nó thức ăn có cái thức ăn kia đề mất cục không phải là mất cục nó gặp nhiều đau sống nên là thức ăn này nó mất đề nó lâu lâu một xỉ đi bắt bỏ nhiệt phục của công an nhá. Và cục cơ quan nó mới nhiều bao thôi nhá, cũng phải là quá lâu để cho phẩm nhiều cho nhiều chất độc tố. Đấy là một cục cơ quan chứ chưa có độc tố, chưa chuyển ra. Nhưng bây giờ mình nắm thức ăn ở bao mình gồm đi đâu cũng không. Tức là thức ăn nhiều phải đi cục cơ quan kiểu chưa có độc tố cơ quan. Mình có đi đâu cũng không. Thế nên mình nấu nặng hoặc là mình nấu rau cho cháu đi nấu mình còn mình nhiệt á mình để mất mình tình có đâu bụng ấy không vâng có nhưng mà đồ ăn đấy có cái gì gì cả nhau cái gì thời gian ủ mình đấy là à, có nghĩa là khi mình ăn vào thì cả nhau xảy ra đấy thôi độc tố độc tố à, độc tố thì sự cố các bạn đồng lên rồi còn nếu mà mình ăn thức ăn nhiều vài vi khuẩn thôi thì vi khuẩn vẫn vào được và cái độ số lượng nó sẽ ra độc tố đúng không đó là một cái việc khác. Công việc thứ hai tháng nữa là một bên sẽ có hồi chủ nhiệm trung bên nào có hồi chủ nhiệm trung à sống khi bên ăn độc tố những cái thức ăn nhiều độc tố ấy thức ăn nhiều cái cồn đi cồn nhiều cái cồn đó ra và có nhiệm trung cho nên cả mà bên ăn thức ăn mà nhiều độc tố thì mình gọi là gì mù độc thức ăn thôi còn bên mà bên ăn thức ăn nhiều phải cái cồn thì mình gọi là viêm ruột bất tận nhá viêm ruột bất tận hay là nhiệm trung đương với họ do số vàng. Thì một bên là có thời gian của mình ngắn, một bên thời gian của mình dài hơn, một bên là chỉ có hồi chủ nhiệt độc và một bên là có hồi chủ nhiệt trung cơ nhiệt độc hồi chủ nhiệt trung nó ít nhất là phải có cái gì ạ số nhá đang xin mời mọi người có các cô đang thì như thế này và cả em thấy là nó lấy rất là nhiều người đi họ nhỏ đi bao nó bảo đấy là nhiệt trung bên ngoài bên thương là biết khẩu biết sau là viêm tây dừa cũng vâng là viêm thịt da thì nó bị thương đúng không ạ nên nó đi ba máu nó sẽ tập tạm cái tình trạng gì tình trạng ở đây thì bị thương sâu như là viêm tủy xương là viêm thở đúng không nó có thể bị gây ra không
còn tin chữ. Và trở về cái ngôi chữ đó, đó thì anh ở đâu chữ đó khi người ta được lấy chứa bọn sinh á, ta tự ái thì nhìn trong cái gì để lấy tiêu gì được, nhìn trong con mặt nhìn trong mẫu nha. Nếu sau đó khi năm bên đi sinh ta hạnh sinh đầu tiên để nhận được cái một chữ ba hay là chữ một ba thì cả anh đều có chữ một chữ ba hạnh khôn ngoan mà bên đi thì nhưng bên đi sinh nên nhiều bảo thì bảo chúng ta em đi bên đi sinh ra rồi chậm lại và kháng lại thì người mình là chúng hơn nữa, người mình là tò ra những cái dòng chủ mới nhá, thì từ dễ có một số lên cho dòng chủ có thế để bằng để ta bắt băng thì cũng cái cùng này tổng này bằng cách là sinh ra Ezi Bela Bamas tại vợ cả thế cái đồ đó mình phải sinh ra mình tò ra thế thành sinh để đi xin đi đó cảm ơn thì những cái tương lai này sinh ra đây thế thì đối với những trong các gọi là anh em đá này á thì rất khó điều gì bởi vì sao trong hiện thực nặng chúng ta có để mà điều gì cho đúng không em? Thế nên ai mà bị nhiễm trùng anh em đá mà không nuôi cấy không làm cả chút đồ thì coi chừng bởi vì không biết bất cứ mỗi thuốc đấy điều gì không làm đổi qua thuốc khác điều gì không làm nên đổi còn tại đó cũng đang làm gì của mấy em và đặc biệt nhà em đưa ra nó đi vô rất là dễ đáng ra và bảo đi sự tạm được không thì chứ quá trọng của khu vực của ba đó là qua bula điêu tịch hóa để
không? Ví dụ như các ương thì nó sẽ đó chỉ cần là hai người cách từ nó lên để nó không và con mang cái trồng hơn là như vậy. Bây giờ cái gì là đó xong rồi thì tự không có những cái có cái một khác á, nó không nên nghe nó chỉ là nó có cái môi trường máu nó đỏ như này nhá. Nếu ví dụ đủ cầu nó có ba u lá dương có thế các ương mang đi có sắc cầu ba có và ăn đỏ như đó là không phát hỏa ra thì mình gọi là ví dụ của đồ câu đây là của cô ba đấy đấy thì cô cũng tiếp tục để của cô ba để dọn cho các bạn nghe này các bạn có nghe như nào đây thì mình không nghỉ được đấy cô chị kia rồi liên câu cùng dòng những cái câu ba nó có khắp nơi trong khắp nơi trong tự nhiên nhưng mà nó sẽ cái này nó có cái tấm người mình giống như chú ba còn ví dụ chú câu ở dân gian nó rất là chú câu không như mình thì có những câu này á cùng phải cùng ở những câu với mình ra những câu không như mình những câu không như mình là người mình ở trong phòng thì nhiều có những câu đi ra là gọi là những câu ví dụ chỉ đi ở trong học trên hoặc là có những câu ruột nó nằm ở trong ruột nó cũng không như mình và cùng giống như là tôi nói ví dụ chỉ thì không như mình nếu trong trường hợp nào đó ở cái vị trí và thân phận nó không bị thay đổi. Nhưng nếu có một liên câu ở trong trường nó chạy cái chỗ khác chơi thì nó sẽ biết này. Có một liên câu trong phòng cùng về. Nếu ở trong phòng không đi đâu lại là đi đâu à? Nó vào trong máu và đến những trong trung máu qua là được cảm nhớ con. Đi với những trung bác sĩ những trung nội trong phòng. Hoặc là liên câu ruột theo lại là phải đi đâu đâu hết. Đường tiêu hóa có cửa ra gần với cửa ra nào ạ? Điểm nhiều xung dụng đúng không? Lộ hô hốt thì gần nhiều láo, ấm láo đúng không? Cho nên nó rất dễ bị xung dụng đường điểm nhiều và xung dụng đó là điểm nhiên cầu ruột có khi cầu ruột thì nó cảm thấy được như thế trừ khi những người đã có lộ hô đã có bị hô cảm bí thay đổi nha. Hoặc là có liên cầu ruột ở đây nhiệm vụ tình thương và liên cầu thì nó sẽ tạo ra ba cái loài đá máu đến thật máu cái sự tác ước ấy ta hỏi pha, ta hỏi với ta và ta hỏi là mà, đó là tiếp ta hỏi pha đó là thì ta hỏi với ta mau nhí là một xong thì ta hỏi với ta và mau nhí một đông, cứ bông không có thật đông đúng không? Đấy, thì thật này là thằng cuối nó có đông mặt trắng tức là một hò, một cư về khi mà cái bộ học hiện ra là enzyme hemolysin hoặc là cái bộ này gọi là cytolysin làm tan hốc cầu và cả enzyme hốc cầu nó tan thì nó sẽ giải phóng hemoglobin cho nó khỏi nó là kiểu nó bây giờ các bạn trong cơ thể này cảm thấy rất mất có cái bị đường nhập nhá. Cái bị đường nhập thì thấy là cái chỗ bị đường nhập của mình nó bị gì không? À, thì sớm nó bị đắt chứ. Bị không phải nhiễm nào nhưng mà bị nhập thì bị đại máu đúng không? Nó bao kia bao tín nhưng mà kiểu khi bao tín là bắt buộc phải bao gì? Mình nghĩ là phải bao đỏ rồi, cơ máu xuất huyết nhé. Nhưng mà đôi lúc mình mở gì đường nhập kiểu đại máu đi mà cứ tư mình xuất huyết mình cũng thấy phù và thế chẳng may là để người ta đến tâm lý, đúng không? Đúng không? Cái này hình như chuyển qua hậu tủy này, rồi chuyển qua bao nhiêu sắn này, chuyển qua hậu vang này, bậc, đúng không? Thì đó là do có tinh kiểm hóa, tạo ra những sản phẩm tương gian của ông cầu, hê vô, rô, hê vô, hê vô, hê vô, hê vô. Như vậy á, ở đây cũng hạn thì đã, ông biết buồn, nó kiểm ra em, làm 8 máu, thì nó sẽ 8 ông cầu có ở đấy, đúng rồi, đấy là ông cầu đấy. Thì nó sẽ kiểm hóa như vô lưu biên tàu như cái sản phẩm cũng nha. Đối với những cái tính liên câu mà tinh thể nào có cái tính tác hóa như ta này á, có nghĩa là nó tạo ra cái hay tinh năng ta không câu nhưng mà dần kiểm hóa dần. Thế nên hôm nay mình thấy thì mai khi bộ mọc để ra xem là mình thấy cái sản phẩm cũng nha đang ở tầng đầu này. Thế nên mình thấy ra ở một sân ví dụ như là sản phẩm tính nha đó là gì nhỉ? Là nhiều vật ví dụ như có những cái tách nhỉ, đi 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 đi
đưa việc đúng không? Con hiểu. Ông đi một đến tô, bây giờ có ba mà một điểm đã để em đi cô đi chín, tôi là làm tám không tô. Hiểu hỏi đâu bài năng, cho nên mời cả hôm nay đến mai và đặt hiểu hỏi thì thương. Tức là ra sản phẩm của cũng không mau đâu, nên bên trận không phải máu. Con chỉ là tô thì gọi đúng không ạ? Con ăn pha, ăn ra ba, đâu không có phải gì ra mà đi bộ không có phải gì, được chưa? Thì đại diện cho bá thì rồi đáp ở này khi ta hỏi chúng ta thì có con để câu để câu có cái là xếp tố tức với nhớ ngô nghe nhớ ngô lá để là khổ đúng không ạ? Thì có lý câu ấy mình sẽ ở đưa ngô mình gọi là để câu giả sống tối lý câu à sống tối lý câu để câu ấy ngôi này là phải sống câu đúng không? Nhưng mà vâng còn có nhiều tập sống câu thì có xíu nữa rồi cho nên nó còn thuộc cái điểm này đúng không? Nhưng mà nó bản chất của nó là tương cập và có lý do vì đằng này là nó phi thuộc ở nó từ hôm mình cái do phi thuộc này nó hơi hơi giống nhau là vì nó cùng khi mình nhuồn soi nó có thể là được chuột giống nhau rồi khi mình cày nó ra nhưng mà làm sao mình phân biệt một con cái dây mình lại có cái không gì mà nói chưa thì chúng ta làm cái tự nhiên cả cái hiểu cho cô tự nhiên là oxytocin và tự nhiên tám chất mực hay là mùi mực chúng ta đều cả em có hai từ mùi này có gọi là từ nhiên tám chất mực á gọi là từ nhiên nước ấy đấy chúng ta hiểu cho cô hai từ nhiên này dùng để phân biệt có cái mùi và tử cầu đúng nhá ở liên cầu thì oxytocin đề cả cũng là nó như thế gọi là từ nhiên nước ta năng tính hay là tám chúng ta về tháng cái này cả hai cái sơn thử cho cô để có nghiệp không để cô cũng biết rồi khi làm từ nghiệp ô tô xin và từ nghiệp đường về đây là từ nghiệp làm cho một người mừng chưa có khi mình cũng cấy để lấy dịch ngoài nhau của bệnh nhân ra cũng cấy xin hay là gì đó nở này anh tâm đi cả em ta sẽ thấy rằng là khi mà nói mình ta liên câu ta mẫu đế ta tức là đóng như thế này thì mình thì việc quan trọng của mình là phải xem là phải liên câu á cho liên câu á phải liên câu xét đối với chủ động yêu lên này đấy có cái năm em có cái của liên câu á chưa ở năm nay đó chúng ta sờ những cái con này á là chỉ lấy biết không lấy những đông đông mù nhưng mà nó có mùi di chuyển rất là có thể là những người màu bọn cái sao cái thì mình biết á thấp đi đúng không ạ thấp đi nên là yêu cầu thần cấp thấp đi là cái năm mình hay gọi là thấp thường để đi đó hậu quả hiện nó như câu án này mình gọi là hậu quả bởi vì có bao nhiêu thông tin phải có vi vụ ở trên cái thứ cầu mà khở bởi vì là cái câu thần mà nó là một cái hậu quả đó nhìn mình cũng nói về chúng ta đọc lại thôi cái gì cũng vậy rồi đó là cái bản thân thông về đến phân biệt với cô A với nhìn nhóm khác cái em hiểu biết tôi ta hỏi biết ta là có nhiều nhóm lắm nhóm A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm E thế hả cô vân vân đó là theo các nhóm của lần sơ biểu bởi vì chúng ta bắt tế bào của cái vi khuẩn nên tôi đã hỏi biết ta mà hỏi giữa hàng như cả bốn cả C tập nhiều nhóm cho nên có nhiều nhóm và chỉ có nhóm A hay chỉ có người cho nên chỉ cần biết thằng là ai không thì cả cái là cái câu từ kia và là xin được chưa con đối với con liên cầu B ở trong hầm chúng ta gì hết nó quan trọng như là chúng ta có quan tâm nhưng nếu là con liên cầu của B gọi là sẽ tố bất cứ hai là lắc kia đối với phụ nữ mang thai những cung cuối cùng như cung 37, cung 38, bất cứ 40 cái gì đó nếu phụ nữ mang thai mà có bán vi khuẩn có là bán thôi tức là vi khuẩn là tổng cứ dụ mà không có cái gì cho phụ nữ này đâu thì có vi khuẩn này không được gần thì những người phụ nữ mang thai những cái cung cuối đó rất dễ có nguy cơ đẻ không? Được chưa?
còn đi ăn lương thì hai cái đèn đó lên đèn đó cái tổng số thì chung cũng khoảng như thế này là nhưng cái mục tiêu được trẻ sơ sinh sinh con luôn dưới của phụ nữ mang thai thì có nhiều má cái cuộc những cô bé này thì có nguy cơ cao vì gì nhiễm trùng sơ sinh hoặc là nhiễm trùng gọi là ví dụ như là viêm thì cũng phải nhắc hay là viêm nào bằng nào cho những cô bé đúng chưa chúng ta nên biết để cho cái cả em đi sàng á cái thời gian đi sàng như là lao cả sự sàng nên cũng không có đâu trên một năm nhân câu không ta máu thì chưa đến từ đó chưa đến rồi những cái ruột ở trong đường tiêu hóa nó không như vậy nhưng nó sẽ bao nhiêu tiểu nó sẽ bao nhiêu sinh dục và bên nhiệt tư để tiêu sinh dục đúng không và bị những trường hợp một cùng với bao về phương như đó mà nó có thể bao nhiêu bên nhiệt độ để phương nhé đây là cả hai lần của những cổ bệnh nhân cơ nó bên nhiệt trung ở giá, đúng ngủ ở giá hoặc là bên nhiệt hồng cái này nó cũng có nhiều cái hệ thống enzyme mình sẽ ra cả cái enzyme trong đó cũng có enzyme glucosida cái bên đó cũng đấy từ láng tỏ lấm sâu lấm rong bao cơ quan như cái này yếu tố của nó không cung đủ một chỗ nha đấy là nhiệt hồng cái bao hoàn này đấy là nhiệt hồng và chúng ta chuyển năng dùng ra thấy có rất là nhiều bạch cầu cái chữ đỏ thì chúng ta đúng không có nhiều câu một cái năm nhân tử chuỗi có nghĩa là mình thành ra khỏi đi không đó thế thì mình cũng biết thành có cái một cái nhân câu đó đây thì mình lên câu an rồi đó không thì nhớ cái sao đi văn phòng mình có nhiều liên câu không được nhiều lắm đúng không cho nên cái việc của chúng ta có liên câu an hay không thì chúng ta phải đấy nha cho nên trong nhiều hợp này dùng ra thì có giá trị, dùng ra thì có giá trị cho đó trong trường hợp tiêm, tiêm nào, đánh có bị nhầm, có một số trường hợp ví dụ thì bạch cầu á thì dùng ra thì có những cái bao tử nên cả người này phải nhập trung do liên cầu liên cầu á đấy có liên cầu á có bên là sẽ cho có kiểu bio đấy này bio là một đấy là kiểu tập hợp thì chúng ta sẽ thấy rằng là ung thư vú này có cái biểu hiện là xâm nhập má nó giống như nó ăn hormone ấy rồi hormone làm cho cái cổ này thấy không ạ bạn thấy rất là nặng và bị nhập viện sốc nhà ngoài từ thương rồi nếu như hôm nay tôi nói á ví dụ nếu mà máu kề và ung thư vú như tôi biết đang có hơn có á hơn như tôi bất kỳ nó bao máu nó bị nhiễm trùng máu có khi là bao máu thì nó sẽ đi bao đất thuộc tim đúng không ạ và có cái nhiễm trùng ở bao tim thế này và cái cổ thì đấy là nhiễm trùng nhiễm nồi các màng endo đạp cái tích endo là bên trong đạp bio là tim và ai thích là tim nhưng chúng ta mà nhẹ tai gọi là nhiễm nồi các màng và mình dịch ra được nhiều nhiễm màng trong tim tim có cái mặt trong mặt ngoài đúng không ạ đấy đi máu tại cái đóng cái nền dưới mặt trong và cái điều này thì cũng tay được cái này cũng có đấy anh sẽ có nguy cơ gì mà thế là cái điều có nguy cơ gì bởi vì những cơ mà như người ta nghe nếu mình đi không bóng ra thì theo cái tự 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 là mất đi cái vậy ấy không bóng cái vậy này ra thì đi thằng cái đi đi trong trong nó tự rè 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 tay để đi nam thì hẳn tay được nữa nhưng là khi cái mặt máu nhỏ nhỏ hơn có cái đứt nhỏ hơn cục đó đúng không ạ thì nó sẽ tắc mạch và bị đưa vào tử vân vân thì là cái máu nó tiết thì mặt máu thì máu nó tiết thì đến nào khi nó sẽ gây nhu não đúng không ạ nhu não nó tắc mạch đó vân vân và lúc này mình đẩy máu có dưỡng tỉnh là em có biết một không có chắc chắn cái này không phải là hồ quả của liên quan mà là tình của liên quan không phải khóc đi thôi là mình nói đó đấy là mình nhiều trong do liên quan khá to to của cái đấy ở kia bây giờ cái kia là cái gì giống như mình nói cái kia mình nói thêm một xí nữa đi đi một ba bảo thì nó có thể lấy một viên rồi nhưng mà nó bắt đầu thì cả cái thứ rồi ba bảo sinh ra đã sinh phổi đã sinh nào vân vân nhá
miệng hoặc là không bán rút ở đây là dễ mà mình sẽ cần có cái bệnh nhân giống nhau hết. Hay là mình gọi đơn giản nhất là số một ban giao đi được hay không, đúng nhá. Số một ban thương là giao đi rút hay sao giao đi rút hay không, còn thương là số một ban giao đi rút thì mình cần điều gì, là số ba hai hoặc ba con là làm bình thường. Nhưng mà nếu số một ban giao đi rút thì chúng ta cũng phải điều chỉnh cả sinh cả lớn con không thể còn có không. Rồi bây giờ mình để ra điểm đứng hầu nhiệm tiến câu này. Sau khi nhiệm tiến câu ăn có thể là bị nhiệm và bị tiến kiểu giống như con nặng nó thấp tí là thấp khớp đầu tiên đúng không ạ, tiến khớp cho như thế sau khi sau thì bị thẳng đi. Hoặc là nhiều người đó có thể bị tiến câu thần cấp cái tiểu máu hoặc là cái tiểu năng sự nghiệp không cái tiểu không thể máu nên là năng sự nghiệp không có rất là nhiều nhiều như vậy. Bệnh nhân bị khô đúng không? Lý do tại sao? Đấy không? Nếu mà chảy máu, chảy nước tiểu, chảy nhiệt khớp, không bao giờ bỏ vi khuẩn. Bởi vì đây không phải là mình nhiệt trong do đi đâu, mà hầu nhiệt với chỉ là do đạo nhiệt thì cũng có thể kiểm tra. Cô là coi tại nhiệt quá. Ở thực tế, vị trí như khớp đỡ, được bắt cái chân hay là bán tim hay là ở đây gọi những cái cấu trúc protein cấu trúc nên cả đời gì thì là thay thân đó là có cấu trúc rất rất giống thẳng nguyên của con liên quan. Cho nên khi mình bị nhiễm liên quan thì có thể chúng ta chọn lại bằng cách chúng ta thẳng thể liên quan. Thì nếu thẳng thể được sinh ra quá nhiều hay là quá nhiều thì nó sẽ thưa ra chống liên quan mà thưa ra làm gì? Đó đâu có vấn đề tai rồi, đó là cảm những qua con đến đây cơ thể của mình, đúng không? Khi nó phải thành cái chỗ này nó có thể thắt thân protein chậm cầu thức cục như đi qua ăn đây, đây dương cầu cầu và thấy là gặp ra ván tim bởi vì nó phải chậm á, nó từ đó là cảm huyết và tới gặp ra cái dương cầu cầu ván tim gặp vào thân phân tổ chức ở thể câu thần và làm dương cầu cầu và cái thứ tư kiểu câu thần cũng thể để lọ không lâu nó ngoài được có các tấm tiểu đường nếu mà nếu mà bị nhiễm cầu đi không sâu thì có ra bao nóng đường tiểu nhất tấm đường tiểu thế cả nó xảy ra như vậy nó xảy ra cái cớ gì để vì cái trường hợp đau ở cái da tím hay là vì cái cô lần này là gió hầu gọi điện lên qua vậy thì cô hỏi nhưng mình đang bị nhiệt như nào thì có thể tìm phải cái máy được không và thưa phải sau một tuần 10 ngày để cho nó sinh ra kháng thể đúng không ạ? Nhưng mà cả những người lưu ý luôn, không phải ai bị nhiễm liên quan như thế này, người nào sinh nặng thế nhiều, thì ai là sinh nặng thế nhiều? Khi đó là những người bị tái nhiễm liên quan, cái tham gia vaccine rồi mình có những người chỉ đang bị thế, đào một miệng liên hóa, thì thứ cấp nhớ nó, thì thứ cấp thức ăn gì? Yes.
đó tại nghiệp. Thì chúng ta hở cả chân nào đã. Không may mà tiền nghiệp cho tôi là đi từ một lần nghiệp và một lần thẳng chân thẳng cạnh đây là chân ra. Một lần tổng gặp đến đây. Bán tin không đâu bởi vì ví dụ nói đi bán tin không có tên gì nhưng mà hiểu là nó bị tướng tổ nhỏ nó bị ảnh hưởng. Nhưng mà từ một lần tức tù tướng tổ nó sẽ thăng đá. Tướng tổ lớn ra nó ảnh hưởng từ trăm trạng của máu của bấm tin. Để câu đây là câu hỏi hấp tất cả em nhìn xỉ đấy nhá, mình nhìn tài trộn mình cũng không có thông tin luôn chơi được nhỏ không đi không có câu ra nó dương chân bò mẹ đúng à, nhưng mà nó vẫn có sự tương tác với nhau để tạo cái tuổi do nên nó vẫn năng động xảy ra sự giống nên sẽ tốt hơn sẽ tốt lên tuổi đó. Và cả cái nhân thầy có thể câu á, thì nó có cái đặc điểm đấy là sóng cầu đúng không? Sóng cầu là cái ngòm đấy. Và nó có cái nhĩ này. Vỏ rất là dài. Vỏ của đi sắc ra đấy rất là dài. Nhưng cái vỏ của cái một thể câu nó có tính động lực, có nghĩa là nó nếu cái một vỏ thì nó mới có khả năng lên không? Cái một mà đi lý giải vỏ, mất vỏ, mất khả năng lên đấy nhá. Thấy một cái nửa cái vỏ thể câu này nó có tính liều và tính kháng nguyên, có nghĩa là nó kích thích cơ thể chúng ta chúng ta kháng thể chống lại vỏ, mà kháng thể chống lại vỏ này nó có vai trò giúp chúng ta chống lại nhiệt huyết cơ và nhiệt thể cơ. Cho nên người ta sử dụng bằng cái nào kia là vaccine, và vaccine phòng mình cho thể cơ thì là vaccine chỉ chữa vỏ mà không phải lưu ý. Bác sĩ chỉ chữa vỏ. Và ở đây là nguồn tiêu bà từ bệnh phẩm nhiệm trung thể cơ của chúng ta đang cái việc nào từ đấy đó. Thì chúng ta phải nhiệt cặp sóng cơ đây, nhiệt cơ có quy cuộc được cặp đúng không ạ? Và cái đấy có thể có cái gì xung quanh đó không? Cái bóng sáng á, là vỏ. Đi sang này do cái bóng sáng từ đi những cái vỏ này bắt được màu thì nhồn, cho nên nó không mau đi nạc, nó làm phong sáng, đúng không? Thế ban đấy, thấy cái này cặp tay là có số lượng sẽ tính chủ, cho nên tôi cũng phải là họ mới giật biết, liên cầu, đúng chưa? Và khi mình đẩy lên thẳng máu thì cả đấy phải nằm vào trong phòng làm, và là tỉnh lại, đi làm vào khoảng xa, đúng không? Tôi nên bảo ảnh, khoảng xa. Theo cả em, nếu vấn đề vai ngay nữa thì nó có mau nhí. Hắn có sẵn đó, bao nhiêu hiểu của hắn đúng không? Sẽ tư tư cùng hiểu hóa ra những cái sản phẩm cuối cùng. Nhưng mà trong cái thời điểm hôm nay thì chảy hai mai thì một cái xe là mình phải và cô nàng đã nói đó, vì không thể để câu thì không có liên câu, vì đang nó rất là giống nhau. Cho nên mình cần phải phân biệt, đúng không? Phân biệt thì nó làm được gì đấy à? Tô chi. Thì khi nào nó vào trong vòng vô cuộc đấy thì cái vòng xung quanh là màu đỏ quá. Vì vi khuẩn không mọc cho nên nó không tan máu, cho nên phải có cái máu màu đỏ cuộc mọc của thật á. Có nghĩa là đấy là vòng vô cuộc mà lớn mà nó đồng chế nuôi lắm rồi. Khi chúng ta nói đấy là thủy cầu thì nhảy càng không hiểu đâu không? Liên cầu đấy, mình làm thế này thì vi khuẩn nó mọc vô tầng trong này rồi. Vòng vô cuộc nhỏ, vòng nó không có. Thế một cái thử nghiệm qua thử nghiệm gì à? Đến tâm biến tám tâm mở cái mũi mầm to qua cái thử nghiệm thế ok đúng không? Thế đấy là ở môi trường hoặc của mầm phá hoặc là mũi mầm bây giờ mình để có kỹ thuật tâm biến mở để đâu đi đâu mình thả vào cái này mình cháu vào đây lắc cho tan lắc thì cái này mình phải tan vào cái này không tan thì đến cái này tan thì là để đâu vào cái này không tan tan đến đâu đúng chưa? Thế đấy là hai cái vì chúng ta thực phẩm đang hay là điện thoại hỏng con đá có ký cuộc kế cầu thì mình điều trị cho bệnh nhân liên cầu ký năng có cái gì đúng không ạ? Không điều trị được chưa? Không đá liên cầu ký cuộc kế cầu mình lấy được phân hô hấp và có nhiều người nghiệm ký cuộc liên kế cầu nhưng mà nó không gây bệnh nó bị bệnh. Người ta phải có 20 đến 25 người bình thường, người khỏe mạnh có
từ học ngồi còn đi đâu cái lần đơn nhất so on đấy điểm so on đi đến và đi đâu nữa từ đấy là đi đâu nữa đến tay dừa đấy biến tay dừa được chưa biến tay dừa phải nhớ thì có biến tay dừa để đại phụ ví dụ gió thầy tố thì đại phụ người đó không không điều gì là lần vô trong biến ta lấy sức chụp không điều gì đang được lần vô đi mình đâu ạ viêm mạng nào mình đâu ạ mạng nào mạng nào được chưa chọn lấy cái con nào sáng thầy lá và đi đến sửa câu cùng giúp cho nhá rồi lấy ra cái tư điều nếu có và có thể ra máu để đi lên mạng nào lấy biến mạng nào được chưa rồi như vậy tạo ra là đi lên cái chân đi xuống rồi lấy đi xuống đi đâu ạ lấy biếm thân cò biếm khí cò biếm phế cò phế na phế phổi được chưa khi mình đọc biếm phế cò phế na là nói là cái đường thở luôn không biếm phổi là nhiều nhu mô phổi là nói những cái thân cò đó là biếm phổi đúng không và người ta gọi biếm phổi là thể biếm không biếm thần biếm phổi là biếm không biếm thần cả đấy vì sao gọi là biếm phổi không là bởi vì á là cái biếm láo đó này biếm phổi đó là biếm láo đó có điện thất không không lên ra điện thất nhé không cần làm gì hết mà người ta là của người ở nhà đi đó và mình đi kêu được rất là nhiều lần ai bị láo là đang thấy nó khỏe mà sẽ sụt cân rất là nhanh rồi ăn thì thủy không thể ngon miệng được rồi làm giảm lắm thấy sổ tình yêu này thì phải khó chịu dù họ bạc bạc hơn có máu như như vậy thì khó thời gian đâu mọi người không học được thì ăn không thử cái gì thì làm đúng không ạ khi tiêu chuẩn ai thì nó hết con biến phổi này á ngoài có nhiều thân đau bởi vì không chỉ có thể con hỏi đó đấy thì tiêu chuẩn như thế này đúng không à, thế cô nghi lưỡi con cái là xin la những cái ví cuộc hay là ví đủ tạm nó cũng thấy tương tự nhiều điểm gặp nhau trực tiếp nó có thể là như thế này chỉ có biết ví ngồi đó phải không trong thời gian đó mình phải nuôi cái mà lập được cái đầu đi vào cái cơ có ví không lá không cần làm thực nghiệm thôi lúc đi có một đường lá được chưa có con này chỉ lấy cổ con một đường để thôi con đi vào đó con lấy lá thế mà bằng nào để đi làm cho kia mà dịch là gì bây giờ tôi làm cái kiểu nào để cha mình phải câu cuộc đó là sáu câu hay là dưới câu đi còn cái câu được gọi là tạm đến đây là như thế nào có còn có các cái hôm nay mình lại dịch nào thì cái làm cho kia mình phải có nhiều bản câu và nhiều sáu câu cái một cái môn được góp sáu câu cơ chứ không còn đấy dường thì do đi sao à đây là dịch cố cuộc đúng không nếu mình phải có hơn là như này phải dịch là như thế nào cho con đó tất nhiên mình điều gì nhận sớm tất nhiên cũng có lợi đề năng nhưng mà mình vẫn đeo cái quả đến hẳn là sáng mình chắc chẳng là thứ đó có thể có một con hẳn cho mình điều gì tốt hơn và bây giờ ta xong mình phải đôi gió nhà con mình dùng những mức nào gió thì có ai đấy đủ quá có thể đôi là 43 tặng những cái bình hát đâu rồi những mức nào trẻ để câu này thế vô cái biện pháp nào vô công đây là ba tiêm vắc xin phong mình tay giữa vò cố đi sắp ra lên được mình chưa bây giờ hai con câu cùng ngửa nó đã sóng số gram thân hàm cà phê có tên là Nasera Enanisela nào vô cầu cầu vô mặt nào Nasera vô mặt này là đầu cầu cầu đầu đó ạ cửa thế này là mặt nào Thưa ông, ở đó không có cái bên ngoài đi còn đang ở đâu?
đi bám chỉ, ví dụ đáp án là bám chỉ tấm da như kính viễn bệnh nhân hỏi để hỏi bệnh nhân là có mụ ở nhiều nào rất là nhiều rồi hỏi lại tiên sử là có cái gì cả hơi không bình thường một chỗ không bình thường có nghĩa là phải có thể đổi lại này nếu phải bình thường như vậy hay là phải có cái nguồn lây cho con ở nhà hai đứa cho hay là mọi người gặp mang ở nhà bình thường không có thể bình thường bình thường nhưng phải có thể có nguồn lây như thế này mà nhân viên cũng ổn định đó thì ra là mặt đây là cả hai cái công nhân này lầu đường lầu các công nhân gì ra từ lầu nhưng mà bên mặt dĩ sinh vật thành phố cũng thể được từ đấy là công nhân của lầu nhưng mà tạm thời như vậy là người ta phải chịu đấy là đầu nhưng mà về mặt khoa học ấy mình không thể dựa vào phân nặng để mình nói và phải dựa vào như vậy đầu câu á thì lấy cái từ đầu đâu phân nặng lấy phân nặng chưa và cả hai phải tương lấy hết nên bảo lấy qua đường hô hấp và cùng có thể bỏ cái cuộc má đuôi má cái cuộc nó không còn nhưng mà khi mình đến đó thì nó sẽ đến bao máu nó đến nặng như thế nào thạc rồi có một tiếng đâu và cả em phải có cái bộ may và qua máu nó sẽ xuất ra độc tố gây những tổ thân mặt và đó là xuất huyết tạo ra cái nặng xuất huyết dưới chân đó cái bộ nó đúng chưa cho nên trong tôi có bao giờ là mặt nhưng mà hiện nay của con có thể gì thêm lần của có nếu cô uống tắt nếu cô lờ và một tí còn có thể nói chuyện nếu con bên nam thì bên nam một bên nam đâu một bên kia một bên nam đâu nha và chúng ta cũng có bác sĩ trong mình do nào mô câu lên bác sĩ chỉ có bỏ cô đi sắc ra để chống mà và chúng ta phải ra ra bỏ không biết một đầu câu bên nào mô câu cả ví một lầu câu thì không có vỏ những ví một nào có câu là có vỏ và vỏ ví một nó như vỏ để câu vậy là đó là bạn biết là cô đi xong để cho là có tính động lực ví một có vỏ đây là không có vỏ không có hai vỏ đó rất thích cơ thể là nó có tính hàng nguyên rất thích cơ thể rất là hạ thủy chậm lại cho nên chỉ dùng hàng vaccine đúng không ạ và cả cái vaccine của nào mô câu nên là có nhiều nhóm thì cả nhiều vỏ và tập nhiều nhóm cho nên là chúng ta phải là đấy là bốn nhóm hai bên mình biết mà nào người mà ai cũng sẽ chú ý và bên mình cũng tập ba năm cho nên người ta làm vaccine chỉ từ từ mà thay không nó không bảo vệ tất cả các nhóm chó hầu một con nào đấy nên biết khi có bốn nhóm này và bốn nhóm này mới có thống kê ra hai bên mình làm nhất được chưa rồi bây giờ chúng ta đưa lấy một đi một lần câu đường nào đấy ạ? Tình dục có thể tiếp xúc tình dục đúng không ạ? Và tiếp xúc trực tiếp bởi vì người ta nói rằng đặc điểm của bóng vi khuẩn nét xê ra của nhân tức là cả câu khuẩn là có thế đó bóng vô hạng có thế đó đầu câu hay là có câu khuẩn đấy là những vi khuẩn nào gì có thể tồn tại ở trong cơ thể người và khi ra khỏi cơ thể người thì nó rất diệt tuyệt tức là khả năng đề kháng của nó rất kém đúng chưa cho nên là nó rất diệt tuyệt thì ra ngoài cho nên việc người ta lấy quá cái vấn đề quá rất nhiều sức giả gì có đồ vật vật dụng á thì rất diệt bởi vì khi bộ ra ngoài thì rớt khoảng 8 cái số 1 đến 2 thì khi ra nó không biết được nó còn được nếu mà cái vùng láo thì tồn tại rất nhiều ngày nhiều giờ có các thể như vậy nên đi vùng nào thì để lấy được sao luôn. Được. Ở nam giới với những điều đào, đúng không ạ? Những điều đào sinh dục, điều đào với sinh dục của nam giới là bé. Không phải kẹp lại. Điều đào riêng, ấm đào riêng, đúng không ạ? Ở nam giới điều đào và sinh dục là chung. Và các tính của đào rất là nhiều. Điều hợp mà tính thì từ ngủ rất là ít thì ngủ đầy chẳng còn tròn một câu chứ còn nó là chưa được nhiều qua mà thôi con nam kiểu đi giờ nào thì còn ngủ mà nam kiểu con đi đâu là họ ngủ ngay thì bất cứ còn đi đâu sau một cuộc thì cũng đi chơi nhà hồ say bàn bè đủ ý từ cho biết đúng không ạ về và ngày mai sau về nhá.
ký ức có thể vô trung, có thể tự trung, và có thể chứng lý rất có thể có. Thế nên đối với chân thì họ ra như thế, họ có. Nhưng mà người đi đâu thì chắc chắn phải bỏ lang hay bỏ đi, đúng không ạ? Nhưng mà họ không biết là đi là đi ra sử dụng những cái vợ ở nhà thì họ một người đâu, mà vợ đi đâu, đúng không ạ? Hay là những người người đi đâu đã yêu, họ cũng chứng lý với người yêu, mà họ không đi đâu, là lý do gì anh ạ? Trong đi người yêu ta bà rồi, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì không chỉ có biết điều nào
mày bằng biết vì sao bị mắc con facial rồi mày bằng facial đó bạn mặt bạn tính của đầu rất là nhiều. Bây giờ bạn sẽ đi học giống thì có ai giống nào ai giống tiếng đâu á con mù nó mù dài cũng phải dài lắm bằng thì đúng mù đó vừa lên đúng mù con lấy là mù đúng không đúng không rất là đặc trưng để chúng ta để mù chặt như thế này cái lồi vào để con liên được không? Đừng biết là có gì có con đó không nhầm lẫn có ta đặc biệt hôm nay có gì để cháu ơi thì biết không có cái về tí ngủ cái này thì tính tính ra có một lực nào mắc để các con biết để mặt mắc gió đi một tí sức to coi được đấy lâu đầu thực ra, hầu hút thực ra, khó mà. Cái gì đâu vậy? Gớm hả? Cái gì hả? Sao lại ở tiếng đá sắc
Đó là
Mọi người cho mọi người tưởng là ô la la.